Hello, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chính thức chúng tôi lên sóng cho quý vị và các bạn theo dõi được 4 chiếc máy phát điện Janma IDG300VS. Một lô này thì đều chung một mã luôn các bạn nhé, đều là IDG300VS của Janma. Nói về thương hiệu Janma thì nó là một cái thương hiệu của Nhật và hàng đầu trên thế giới luôn. Janma và Denio, đó là hai cái thương hiệu gần như là hàng đầu trên thế giới. Nó là những cái thương hiệu cực kỳ lớn và rất là nổi tiếng. Denio thì mạnh về những cái dòng máy phát điện lớn, công suất tầm từ 10-15k trở lên. Còn đối với những cái dòng máy phát điện chạy dầu diesel mà phân khúc sử dụng trong gia đình từ 2-3k thì Janma nó lại một mình một chiếu. Rồi, các bạn có thể thấy được đây là 4 chiếc Janma siêu cách âm chống ồn, hàng đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng của nó còn cực kỳ đẹp. Lô này thì 4 chiếc đều như nhau luôn, sơn thì là đều là sơn xanh. Hôm trước thì chúng tôi có một cái video lên sóng cho quý vị các bạn theo dõi một chiếc màu đỏ chạy hơn 500 giờ á. Thì đây các bạn có thể thấy được đây là 4 chiếc mà màu xanh ở cái lô mà cùng cả lô máy khung của chúng tôi đã về. Và hôm nay thì chúng tôi đã dọn vệ sinh xong và chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem chi tiết 4 chiếc này đẹp như thế nào, tình trạng của nó ra làm sao. Những chiếc này thì giá trên dưới 30 triệu tùy theo từng chiếc. Thì cái độ đẹp mới khác nhau thì nó sẽ quyết định cái mức giá nó khác nhau. Nhưng dòng máy này nếu ai tham khảo thì giá của nó rất là cao, bởi vì nó có những cái ưu điểm. Thứ nhất là nó chạy dầu diesel, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Một giờ nó chỉ mất khoảng tầm 0,4 đến 0,5 lít dầu thôi. Các bạn chạy cả ngày cả đêm các bạn cũng không quá lo lắng về cái mức tiêu hao nhiên liệu, bởi vì hiện tại dầu bây giờ nó chỉ rơi vào tầm 11.000 một lít thôi. Các bạn chạy một tiếng thì mất khoảng tầm chưa đến 10.000 một lít. Thì đó là một cái rất là tiết kiệm. Thứ hai là nó cực bền, dòng này thì siêu bền. Và thứ ba, nó là máy dầu nhưng mà nó lại siêu êm, vì nó có những cái thiết kế đặc thù, hệ thống bô tiêu âm, rồi là vỏ thùng rất là dày và chắc chắn. Rồi chúng ta sẽ đi dần lần lượt từng chiếc một, từ bên trái sang bên phải 4 chiếc này để các bạn có thể thấy được rõ hơn 4 chiếc này nhá. Janma 300VS, lô này đều tần số 50Hz luôn. Một số các bác vụ chê những dòng mà tần 60Hz, hoặc là các bạn thích chạy những cái điện gia đình, thiết bị điện gia đình thì là các bạn thích chạy 50Hz hơn, thì lô này đều là 50Hz hết. 100% lô này đều 50Hz hết. Và các bạn có thể thấy được động cơ của nó là động cơ Janma L70 các bạn nhá. Tình trạng những cái động cơ này thì cực kỳ đẹp luôn, các bạn thấy không? Chúng tôi sẽ quay khá kỹ chi tiết để các bạn có thể nắm bắt được cái tình trạng lô hàng này. Đây các bạn có thể thấy bô rất mới, gần như chưa bị gì gì cả, sáng bóng luôn, cực kỳ đẹp. Cổ bô trắng bóc, trắng như gái 18 luôn. Động cơ cực kỳ đẹp. Các bạn cứ xem và cảm nhận cái nước sơn này của cái phần khung này còn bóng, bóng nhẫy luôn, siêu bóng. Janma 300VS, chiếc này đã chạy được 917 giờ rồi các bạn ạ. 917 giờ dưới 1.000 giờ. Nó có đồng hồ bản táp lô, nó có hai cổng ra 15A, 3 chân dẹt và một cổng tổng ra 27A chân 3 chân tròn. 50Hz. Chiếc này Aqui AZ made in Korean. Củ đề thì tất nhiên rồi, dòng máy này đều củ đề Hitachi hết. Các bạn nhìn thấy máy bên trong rồi, xuất thần luôn chứ không phải xuất sắc. Người ta gọi là chất các bạn ạ. Củ phát thì củ Kokusan. 300VS hết các bạn nhá. Đó, con này bị phủ một tí, gọi là sơn phủ một tí, nhưng mà không vấn đề, vẫn ok, vẫn đẹp, sơn gìn nó gần như là nguyên. Các bạn nhìn củ phát đi, nhìn và các bạn nhìn và các bạn cảm nhận cái củ phát này rất đẹp nhá. Đó, một chiếc cái phần cổ bô này. Rồi chiếc thứ hai, chiếc này chạy 331 giờ. Lô này tôi không nhầm thì chạy dưới 1.000 giờ hết. IDG 300VS, Aqui Atlas, 50Hz. Chúng tôi đã chuyển qua điện 22 các bạn về chỉ việc sử dụng thôi. Với cái công suất của nó là 2,7 kVA, các bạn có thể chạy được TV, điều hòa 12.000 BTU, tủ lạnh, các thiết bị chiếu sáng. Máy rất đẹp nhá. Nói chung là những cái dòng máy này bây giờ phải tranh cướp rất là mệt người. Tức là có những chiếc máy đẹp thì đều phải tranh cướp ngay ở trong bãi, tranh cướp rất là vất. Rất đẹp. Động cơ rất đẹp luôn.
Chúng tôi sẽ quay mặt đằng trước trước để cho bạn xem và cảm nhận đã. Lát nữa chúng tôi sẽ lật ra mặt đằng sau xem. Chiếc này chạy 370 giờ. Chiếc này khá là đẹp. Chiếc này về ngoại hình còn khá là xuất sắc nhất. Như xuất sắc nhất trong 4 chiếc này. Vẫn không bằng chiếc hôm trước chúng tôi quay cho quý vị và các bạn xem hôm 100 giờ ấy. Chiếc đấy mới gọi là đẹp, đẹp kinh khủng khiếp. Mấy chiếc này nói chung là đẹp. Trước đó thì 10 điểm thì những chiếc máy này cũng phải được 8 điểm. Chạy hơn 300 giờ, 370 giờ. Các bạn có thể nhìn mặt đồng hồ tablo nó vẫn đẹp như này cơ mà. Đây các bạn này, rất đẹp. Đây các bạn thấy đồng hồ này. À thế lốc động cơ rất đẹp luôn. Chúng tôi sẽ quay bên hông để các bạn xem nhá. Đây các bạn thấy cổ bô, à thấy bô xả này. Trắng tinh. Củ phát Kokusan. Đó. Đây các bạn thấy củ Kokusan nhá. Tần số 50Hz nó ghi luôn ở trên tem ở trên này luôn. Đấy các bạn thấy không? 1965 này. Ôi các bạn thấy củ phát này nhìn chán luôn. Rất đẹp. Lô này gọi là xuất sắc, xuất thần. Lên sóng nó phải như thế này các bạn ạ. Trời ơi. Động cơ này. Chỉ một câu thôi, quá đẹp. Khen nhiều thì các bạn bảo khen quá. Nhưng mà các bạn đến các bạn chê ô tô gái không tìm ra một điểm gì để chê cả. Cái mà chúng ta chỉ chê là giá của nó quá cao so với cả cái mức thu nhập trung bình của người Việt Nam mình á. Ngay kể cả bên Nhật, việc sử dụng chiếc máy này nó cũng không quá nhiều. Nên là các bạn có thể thấy được lượng hàng bãi nó cũng không nhiều. À, các bạn thấy không? Bơm này. Đẹp thôi rồi luôn. Chiếc này. Ôi, cái phần củ phát đều như mới hết các bạn ạ. Phần động cơ nhìn cũng đẹp nhá. Con nào thế các bạn nhìn này. Ngoa một tí nào cả, xuất sắc luôn. Bốn chiếc này. Lô này quá là hệ. Đây các bạn thấy không? Bốn chiếc. Tất cả đều đang mở cánh cửa như kiểu là gợi đòn hay gọi là mời chào anh em đến. Rồi nếu các bạn nếu muốn mua hàng thì có thể qua điện máy Bình Sơn, liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 hoặc 0968 497 399. Đó là những cái số hotline của chúng tôi nhé. Các bạn liên hệ tư vấn và chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ bảo giá một cách nhanh nhất nhé. Giá thì tôi cũng nói rồi đó, qua trên dưới 30 triệu tùy theo từng chiếc. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn sau khi xem video này có thể chiêm ngưỡng thêm được một lô máy phát điện quá đẹp và quá xuất sắc tại điện máy Bình Sơn. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.